Hướng dẫn cách lên số dư đầu kỳ đối với sổ sách kế toán trên Excel. Và chúng ta sẽ mở sổ sách kế toán của năm cũ lên, và sau đó chúng ta sẽ thấy tại cân đối phát sinh thì chúng ta sẽ có số dư cái tài khoản 154 là 671.815.580, và số dư đối với số dư dàng thì chúng ta sẽ có 3 công trình. Chúng ta đánh màu đỏ ở đây là 3 công trình mà chúng ta sẽ là dư dàng, và chúng ta sẽ sang năm 2021 chúng ta sẽ hoàn thiện nốt. Và số dư này thì chúng ta thấy đây là tại cột BF, cũng là cột số dư, thì nó cũng sẽ khớp với cái số dư mà chúng ta thấy ở bên này. Thì đó là cách để chúng ta là đối chiếu số dư là ở trên cân đối phát sinh, nó cũng khớp với số dư đối với bảng tổng hợp khi chúng ta lên giá thành. Và chúng ta sẽ mở đối với năm 2021 là sổ sách năm tài chính tiếp theo. Thì sau khi chúng ta cũng lấy số dư đầu kỳ thì chúng ta cũng có số là 671.815.580, thì chúng ta sẽ lên đầu kỳ, chúng ta mở sheet xây dựng ra, và chúng ta sẽ liệt kê tất cả những cái hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công xây dựng công trình mà chúng ta sẽ ký kết trong cái năm 2021. Đây là những cái công trình mà nó hoàn toàn là công trình mới. Và nếu chúng ta làm tiếp mà chúng ta chưa biết những công trình nào có thể phát sinh hay không phát sinh thì chúng ta có thể chừa ra hai ô đầu để chúng ta tiếp tục là sau này có phát sinh thì chúng ta sẽ điền lên. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có ba cái hợp đồng. Đầu tiên là cái hợp đồng 06B10, 0610 thì các bạn thấy đây, 0610 thì chia làm hai hóa đơn. Đó là cái hóa đơn là số 18 và số 43, thì các bạn thấy đây chúng ta cũng sẽ có số 18 và số 43 là có cái số dư đầu kỳ. Như vậy thì đối với hợp đồng này thì chúng ta sẽ lên số dư đầu kỳ bằng cách như sau, là chúng ta sẽ kéo đến cái mục là dư dàng cuối kỳ. Thì chúng ta thấy đây là chúng ta đang dư dàng là 45 triệu đồng. Thì chúng ta sẽ có cái phần nguyên vật liệu và cái phần nhân công. Nguyên vật liệu là 29 triệu, nhân công là 15. Thì chúng ta sẽ cóp cái phần này. Chúng ta thấy đây là cái cột dư dàng đầu kỳ của cái năm tài chính kế tiếp, nên chúng ta cũng sẽ lên số dư đầu kỳ tại mục đầu tiên. Thì các bạn thấy đây, và chúng ta sẽ có số dư đây là 45 triệu đồng, thì khớp với cái nội dung số dư mà chúng ta đang lên cuối kỳ, kỳ trước để chúng ta chuyển sang. Thì như vậy là chúng ta lên được cái số dư đầu tiên. Còn ở dưới đây chúng ta sẽ có hai cái thông tin để chúng ta lên số dư. Chúng ta tính giá thành là chi tiết cho các mục. Thì ở đây chúng ta có thể cột nội dung, chúng ta có thể để, chúng ta xóa đi cái phần này, chúng ta chỉ để lại một cái mà thôi, để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được cái nội dung dữ liệu, số hợp đồng và ngày hợp đồng thì chúng ta kê khai thì thông tin. Và giá trị ngày xuất hóa đơn chúng ta là 6 tháng 12 năm 21, thì chúng ta sẽ để là ngày 6 tháng 12 năm 21 là cái ngày chúng ta nghiệm thu, chúng ta kết chuyển và chúng ta sẽ tính là ra vốn trong kỳ. Và tiếp theo chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ điền màu đỏ khớp với cái màu đỏ mà chúng ta đã bên này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái hợp đồng và có số dư tiếp theo là 2010. Thì chúng ta sẽ thấy đây là cái số hợp đồng 2010. Và số hợp đồng này thì chúng ta cũng sẽ xóa tương ứng đi, chúng ta không để lại. Vì chúng ta tính giá thành là chúng ta sẽ tính là tổng hợp cho hợp đồng, và chúng ta không cần phải tách chi tiết. Vì những cái hợp đồng này là chúng ta sẽ nghiệm thu và xuất hóa đơn trong năm 2021. Thì tại mục này thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta sẽ có số dư lần lượt như sau. Ở đây chúng ta cũng có cái nội dung đầu kỳ của cái năm 20 chúng ta đã làm, và chúng ta cũng cái nội dung này tương ứng giống y như là cái năm 2020 mà chúng ta chuyển giao sang. Nên chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ có là 1 tỷ 139, thì chúng ta thấy đây cũng là 1 tỷ 139. Và số dư chúng ta được chuyển giao sang thì các bạn thấy đây, chúng ta kéo xuống, xéo sang mục rõ ràng là cột AZ này, thì chúng ta sẽ copy hết toàn bộ các cái mục từ 621 cho đến 154. Chúng ta copy và sau đó chúng ta cũng sang tương ứng. Chúng ta kéo đến phần là rõ ràng, sau đó chúng ta pass value sang. Thì như vậy sau khi chúng ta pass value thì chúng ta đã có được cái phần là cột nội dung của chúng ta. Chúng ta có 531
và đối với số liệu mà chúng ta đang là hoàn thiện bản giao thì chúng ta cũng sẽ tương tự là 531. Thì các bạn thấy đây thì chúng ta cũng sẽ có là 531 và khớp với cái số tiền của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần số dư nữa, đó là cái công trình số 28 quầy thuốc. Thì công trình 28 quầy thuốc chính là cái mục mà chúng ta thấy đây là 28 quầy thuốc. Thì chúng ta sẽ có mục 28 thì chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ đưa lên trên. Vì ở đây chúng ta phải ưu tiên những cái mục dở dang trên đầu và những cái mục nào không phải dở dang thì chúng ta sẽ đưa xuống cuối. Và những hợp đồng này là chúng ta là do chúng ta đã biết rồi nên là chúng ta sẽ đưa lên trên, thì nó sẽ thuộc cái phân mục mà để chúng ta là thực hiện, và chúng ta cũng sẽ cho màu đỏ nó khớp với giống, tức là bên năm 20 chúng ta số dư lần lượt như nào chúng ta cũng sẽ đưa sang y như vậy luôn. Và chúng ta sẽ có hai cái phần hóa đơn, chúng ta xuất là 25 và 44, thì các bạn thấy đây cũng là số 25 và số 44. Và tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái thông tin về nội dung số dư. Thì chúng ta thấy đây là chúng ta có 621 cho đến 154, thì chúng ta sẽ copy 621 154. Sau đó chúng ta sẽ đưa sang tương ứng. Và sau khi chúng ta đã sang xong thì chúng ta sẽ có số dư lần lượt là 45, 531 và 95. Các bạn thấy đây là 45, 531, 95. Tổng là 641.815. Thì chúng ta thấy đây là 671, 815 và 580 và khớp với số dư đầu kỳ của chúng ta lên đây. Thì như vậy là chúng ta đã lên được cái số dư đầu kỳ. Và cái mục đầu kỳ này thì chúng ta sẽ cho hết toàn bộ thành cái màu đỏ. Tốt nhất là thành màu đỏ để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn. Thì như vậy chúng ta có ba cái như thế này thì rõ ràng là thừa hai cái dòng trên này thì chúng ta có thể xóa đi. Và nó sẽ không ảnh hưởng công thức nhiều vì chúng ta làm công thức như thế này. Hoặc các bạn có thể copy cái mục nội dung, các cái nội dung này để chúng ta đưa lên trên này, nhưng nó không cần thiết thì chúng ta có thể xóa hai cột đi. Thì như vậy là chúng ta đã lên được số dư đầu kỳ đối với cái tài khoản là 154 phát sinh trong kỳ.